Các bạn thân mến, Mường Tè là một huyện Tây Bắc của tỉnh Lai Châu. Nơi đây có chung đường biên giới với nước bạn Trung Quốc và là nơi sinh sống của rất nhiều những người đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày hôm nay thì Trao đang có mặt tại xã Pa Vệ Sử của huyện Mường Tè và đang trên một hành trình vô định đi tới những vùng đất xa xôi nhất của địa danh này. Trước mắt thì Trao đã nhìn thấy một ngôi làng rất là xinh xắn rồi. Ở đây thì thường sẽ có những ngôi làng giống như kiểu là làng tái định cư. Khi mà những người dân ở đây họ sẽ sống rải rác trên những quả đồi, quả núi thì địa phương người ta sẽ gom hết lại và chung sống với nhau thành một khu làng rộng lớn. Ở những khu làng như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn cho cái việc đi học này, y tế này, giáo dục này, cũng như là quản lý con người nữa. Cha nghĩ là vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá vùng đất này nhé. Bên dưới phía con suối thì có một ngôi làng tên là Pa Hạ. Đây, mọi người có thể nhìn thấy một ngôi làng cũng rất là đông dân cư và nhà cửa san sát nhau làm bên một sườn của quả đồi. Nhưng mà bên vách đồi bên này thì cha lại thấy có mấy ngôi nhà cơ. Họ còn đang làm một cái ngôi nhà mới, nhưng không hiểu lý do tại sao họ lại lựa chọn làm nhà cách xa khu dân cư như vậy. Mà cái điều quan trọng là không biết đường xuống nhà họ là đi lối nào cơ. Đây là đường cụt rồi này. Toàn đồi với núi này. Thôi, mình cứ thấy đường mòn nhỏ nhỏ mình lựa mình đi đi. Đây, đây chính là cái lối đi này. Lối mòn nhỏ nhỏ này. Cũng chưa biết trong này sẽ là người đồng bào dân tộc gì. Chúng ta sẽ thử tiếp cận nhé. Ở đây thì Trao thấy là mọi người trồng rất nhiều cây bụi chít như này. Đây, hầu như xung quanh đây là những bụi chít. Bụi chít nhà bụi chít cũng không phải tự nhiên đâu, mà là mọi người trồng một cách cố ý để khai thác chít ấy, vì ở đây cũng đang là mùa chít mà. Ồ, đây rồi, thấy có đường xuống rồi nhưng mà thấy có một con chó ghê quá, không biết là có làm sao không. Chú ơi, anh ơi, có ai nhà không ạ? Chú ơi, này các bạn thấy không, nhà cửa bé xíu 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 này, làm ở bên những quả đồi mà không có đường vào nhà. Ai giờ chào chú ạ. Chào chú. Chú đang làm nhà mới à? Vâng, tôi thấy một ông chú ở dưới rồi nhưng mà chưa biết là đi đường nào để xuống với ông chú cơ. Nhưng mà trên này thì mọi người có thể nhìn thấy là ngôi nhà này vô cùng nhỏ luôn. Một ngôi nhà đơn sơ vách nứa. Cảm giác như này là nhà của người La Hủ thì phải. Không biết được nữa. Phía ngoài thì có một cái sàn để sinh hoạt này. Có một vài cái chậu đây. Lại có những con đường nhỏ khác nhưng mà đây mình đang khả năng cao đây là nhà ấy các bạn ạ. Vì thấy có cả khóa kìa, có khóa cửa kìa. Đấy, và rất nhiều những vật dụng ở ngoài nữa. Rất giống một ngôi nhà nhé. Đây, lại tiếp tục có một cái đường khác nho nhỏ nữa. Đường thì đi vào nhà nó cứ kiểu gì ấy. Đang khá phân vân không biết đây có phải là nhà ở hay không. Chỉ thấy chít và chít thôi. Rất nhiều cây chít. Rồi, giờ thì Trào đã xuống được phía dưới chỗ nhìn thấy ông chú. Nhưng mà cũng đang khá là lo lắng, không biết là ông chú ấy có nói được tiếng phổ thông không. Ở đây thì có một chiếc chuồng gà này. Đó, vẫn là một ngôi nhà khá là nhỏ nhỏ thôi. Vật liệu thì chủ yếu là mình thấy những vùng đất này vật liệu làm nhà chủ yếu là bằng tôn này. Đều là bằng tôn hết. Cái này thì nó cũng bền, cũng chắc. Và đặc biệt là nó kín gió. Ở đây thì chú làm một cái sàn để phơi phóng này. Đang nẹp rất là nhiều đá lên. Có những cái nan như này chắc là để phơi quần áo chăng.
Đó, nhà cửa rất là nhỏ luôn. Chào bà. Vâng, con chào bà. Trông có vẻ như là không giao tiếp được với nhau. Chào bà nhá. Mọi người sẽ khá là lạ lẫm đây vì có lẽ là ở đây sẽ rất ít khi có sự xuất hiện người lạ, rất nhiều người đang ngó ra để nhìn. Chào chú ạ. Vâng. Chào cô ạ. Ở đây thì có một cái bình để đựng nước này. Chào cô. Vâng. Chào chú. Dạ, chào mọi người. Ồ, cô đang nấu thịt à? À. Không có À dạ. Không có cái gì ạ? À? không có cái gì ăn đâu à Không có cái gì ăn à? Có không thịt đến đây. Chào chị nhá. Vâng. Gọi nhau đi. Vâng, ở mình là người đồng bào gì chị? La khổ đấy. Người dân tộc là À, người La Hủ à? À thế đây có phải nhà không? Nhà em bây giờ là À đang làm một cái nhà mới à? À nhưng mà mấy cái nhà nhỏ nhỏ bên này có phải nhà của mình không? Nhà ông già kia đấy. À. Đây đây nhà ông già. Nhà ông già. À, cái thì em của nhà. À tất cả đây là cùng một anh em với nhau à? À vậy là ở đây là mọi người cùng anh em với nhau. Qua nhói. Vâng vâng ạ. Thế sao mọi người không ở dưới cái bản kia mà lại ở lên trên này? Có nhưng mà không có nước. Không có đất này, không có Không có chồng nước, không có nhà làng. Không có đất á? Ừ. Trên đồi toàn đồi đây nhỉ. Đồ thì có nhưng mà kia thì lại Của không người ta hết nước. à? Ừ, ta hết rồi. Ồ, thế là mấy nhà là chuyển đến đây ở. Vâng. À, thế chú tên là gì? Vài a chô. Chú Cho à? Vài a chô. Vài A Châu à? Vài a chô. Vầy A Chô. Vài a chô. Vầy A Dô. Gia chô. Gia Dô. Ừ. Vầy Gia Dô. Ừ. À thế còn chị? Gia sẵn nung. Dạ Sàng Nung à? Ừ. À thế còn cô à? Lìa bơ. Lìa A Bư. À vâng ạ. Những cái tên rất là đậm chất vùng cao. Ở bên trong ngôi nhà này thì có một cái giường thôi. Cô đang nấu một nồi cơm nho nhỏ này. Rất nhiều cái gùi đang để trên gác bếp. Đi hay cho mọi người đang làm nhà. Đi ra cho em xem với. Đi ra ra làm nhà tiếp đi. Để xem là những người La Hủ thì họ sẽ làm một ngôi nhà như thế nào. Mình nghĩ là cũng đơn giản thôi. Chào ông ạ. Nờ. Ông nói được tiếng phổ thông không? Tiếng Kinh không? Không biết. Không biết à? Thế ông là anh của chú hay là bố? Em đấy. Em. Em vừa vừa có em trai đấy. Anh trai mà. Anh trai của chú đúng không? Anh họ à? À vâng. Đi thì mọi người làm đi, mọi người làm nhà đi. Ở đây thì không biết là ngôi nhà này thì sẽ có bao nhiêu người ở đây nhưng mà tôi thấy diện tích cũng khá là rộng. Và chủ yếu là mọi người làm bằng vật liệu là gỗ thôi. Những tấm tôn này. Mọi người cứ làm tự nhiên đi, chị cứ làm nhà tự nhiên đi. Vâng. Bây giờ sẽ là lợp tôn lên đúng không? Đây chính là những cái vật liệu mà mọi người thường hay sử dụng để làm nhà đấy. Những cái tấm tôn rất là mỏng nhưng mà các bạn thấy không, cái cạnh của nó cực kỳ sắc, rất là sắc luôn đấy. Bây giờ chắc là chú sẽ trèo lên đúng không? Vâng. Xây dựng một ngôi nhà như này thì thấy cũng tôi không biết diễn tả sao nhưng mà nếu mà làm xong ngôi nhà này thì khi mà đóng vách vào thì chắc cũng giống những ngôi nhà phía bên cạnh này thôi, khá là giống nhau đấy. Thế chị ơi, cái ngôi nhà này làm hết khoảng bao nhiêu tiền? Tôi này mua có tôi thì nợ thôi mà không được. Tôn thì nợ á? Không có tiền. Có tiền mua nợ á? Mua nợ thôi. Lúc nào được tiền rồi mới giả thôi mà. Lúc nào được tiền mới giả? Thế được tiền là lúc nào? Không biết. Không biết lúc nào được, không biết được đâu. Thế ở đây thì mình làm gì ra tiền? Không là ra tiền đâu, bởi vì giờ được đấy. Lúc nào được tiền với giả hộ đâu mà. À, lúc nào được tiền bảo vệ rừng? Thế mới trả. À, thì mọi người trông chờ vào cái tiền nhà nước trả để bảo vệ rừng ấy đúng không? Thì để trả cái vật liệu tôn này,
Còn đây là đang mua nợ thôi. Thế mua hết bao nhiêu tiền rồi? 4,5 triệu. Mua hết 4,5 triệu rồi. Mỗi thứ 1,5 triệu. Mỗi thứ 150. À mỗi tấm 150. Nhưng mà nợ hết à? Nợ hết rồi. Ồ thế chủ quán tốt nhỉ, họ cho nợ tôn đấy. Không còn được nào đấy. Hoặc là sắp được trả tiền bảo vệ rừng rồi đúng không? Cuối năm được trả tiền bảo vệ rừng đúng không? À. Tháng 5, tháng 6 mới được mà. Tháng 5, tháng 6 mới được à? À. Rồi, thế là 30 tấm mà. Vâng, 30 tấm này. 4,5 triệu. Đấy, chú cứ làm đi nhá. Mọi người cứ làm nhà đi nhá. Vậy là cái nguồn tiền để xây dựng ngôi nhà thì sẽ là nguồn tiền từ việc trông coi rừng, chi trả dịch vụ rừng. Nhưng mà nợ hết thì thôi cũng được, làm được cái ngôi nhà đã. Nợ thì kiểu gì cũng giả được thôi, vì tiền thì nó có rồi, chẳng qua là chưa đến lúc lấy thôi. Ở một nơi rất là xa xôi và xung quanh toàn đồi núi xuất hiện những ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh. Hình như nhà này còn có em bé trẻ con thì phải. Thấy có cả áo trẻ con. Thậm chí là khi mà trao đến nhá, mấy con chó nó không thèm sủa cơ. Thế nó cứ lẩn lẩn trốn trốn đi thôi, nó không thèm sủa luôn. Đây, bên dưới này còn một ngôi nhà nữa, chúng ta cùng nhau đi xuống nhé. Nhà này của ai? Hả chị? Nhà này của ai à? Con rể à? À, con rể của anh này. Là ngôi nhà dưới này. Vâng. Đây là ngôi nhà của con rể. Ôi, ngôi nhà của cậu con rể còn nhỏ nhắn hơn nữa cơ. Và cũng khá là đơn giản thôi. Chống một cái gậy này để đóng cửa nhà thôi. Thôi mình cứ tò mò một tí, mình ngó ở trong nhé. Ở trong thì có một cái giường, nhưng chắc là lâu không ở rồi thì phải. Một cái bếp. Một ít quần áo thôi. Ở ngoài này thì có cái gì ta? Một cái vật dụng gì đấy mà khá là lạ. Chắc là cái để nuôi chim chăng? Thú vui ở đây chắc là nuôi chim. Đó. Bây giờ lại thêm những người đàn ông khác đến giúp đỡ thì phải. Chào mọi người nhá. Xin chào. Chào em bé này. Ra đây chú cho kẹo này. Ra đây. Chào anh nhá. Này cho con gói kẹo ăn cho đỡ buồn này. Ôi, gói quại kẹo siêu to này. Xin chú, không phải xin cô. Xin chú. Ừ đúng rồi, không phải xin cô. Thế nhà em đâu? Đâu làm? À đang làm đấy. Đây là cho anh ấy. Đang làm một cái nhà mới cho anh ấy. Cho anh nhỉ? Không, là cho anh ấy. Nhà em ở bên kia. À nhà em ở dưới này. Nhưng mà sao mọi người lại chuyển lên đây ở? Hả? Nhưng mà dưới đấy nó đông người quá sao không có chỗ làm đấy. Dưới đấy nó đông người không có chỗ làm đúng không? À ok. Sao chuyển lên đây? Rồi ok. Mình là người La Hủ đúng không? Người La Hủ. À. Thế thằng cu này được đi học không? Đang đi học. Đang đi học à? Lớp 3. Không. Học... Lớp 3 tuổi à? Đang học lớp 3 tuổi à? Bóc ra đi, bóc ăn kẹo đi. Bóc đi. Thế đây là nhà ở đúng không? Anh muốn xác nhận lại một chút đây, đúng không? Nhà ở đây không phải lán đúng không? Nhà ở chính thức nhá. Đúng rồi, chính thức. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 23 tuổi. 23 tuổi à? 23 tuổi. Thế còn cậu em này? Cậu em này là 26. 26 tuổi rồi. Vợ con hết rồi đúng không? Vâng. Chị bỏ đi rồi. Vợ bỏ đi rồi á? Bỏ con xong rồi đi rồi. Vợ đẻ con xong rồi bỏ đi á? Đúng rồi. Sao vợ lại bỏ đi? Vợ nó không thích mình rồi. Nó không thích mình nhá? Vâng. Nó đi theo thằng khác. Nó đi theo thằng khác rồi à? Vâng. Thế thôi nhỉ?
thôi. Không cần nhỉ. Thì lo cho con. Bây giờ lo cho thằng cu này thôi, không cần. Vậy là thông tin chính xác thì đây chính là những ngôi nhà rồi. Ở đây thì anh hỏi tí mọi người sẽ làm những công việc gì để có thể kiếm ra thu nhập. Bây giờ cũng tạo dựng, nhưng mà lần này thì cũng có gì thì mình đi lấy cái gì sau bán thôi. Có gì thì mình đi lấy cái gì bán. Cụ thể nó là có cái gì? Thì có chít này. Chít. Củ sắn này. Củ sắn. Đó là đi tìm cái củ mài này. Tìm củ mài. Sau đợt đợt ra sao ăn thôi, không có cái gì ăn. Không có gì ăn à? Khó khăn. Khó khăn. Ok. Thế còn cái thóc lúa ở trên kia là mình mua hay là mình trồng? Trồng. Mình trồng được lúa? À thế thì tốt quá rồi. Vẫn trồng được lúa. Cố gắng trồng để làm ăn thôi. Cố gắng trồng để làm ăn thôi nhỉ? Thế trưa nay mọi người đã có món gì ăn chưa? Có cơm. Có cơm. Thấy lúc nãy bà thái thịt rồi mà. Thì có thịt. Ừ, có một chút thịt rồi đúng không? Nấu chín xong ăn cùng nhau. Chưa có một nồi thịt xào nho nhỏ như này. Đấy, thịt xào cùng với rau đúng không? Nói chung là cái cộng đồng người La Hủ thì cũng không quá đông, chỉ có hơn 12.000 người thôi thì phải. Và phân bố chủ yếu ở khu vực Lai Châu. Thì cuộc sống thì chắc là cũng còn nhiều những cái vất vả. Thôi cố gắng thôi nhỉ. Thế ngày xưa em học hết lớp mấy? Em học hết lớp 9. Hết lớp 9 à? Hết lớp 9 là nghỉ. Đi, đi ra giúp làm nhà đi nhỉ? Đi, tất cả tập trung làm nhà cho nhanh đi. Thế em có đi công ty không? Hả? Em ra ai? À, bạn này không nói được tiếng phổ thông à? Không học à? Không nói được tiếng phổ thông. Nhưng cũng rất đẹp trai. Một ngôi nhà ở trên vùng cao. Giá trị 4 triệu rưỡi. Nếu mà tính cả công xây dựng rồi mọi thứ, gỗ thì cháu nghĩ là ấy rồi. Bà con tự lấy ở trên đồi trên rừng về rồi. Nó cũng là những cây gỗ cũng không quá to đâu. Cây gỗ bình thường thôi. Làm sao để thành được cái cột kèo là được thôi. Còn đắt giá đắt tiền nhất thì chính là cái vật liệu tôn này thôi. Thì với cái giá khoảng 4 triệu rưỡi cho một ngôi nhà thì mình cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà ở trên những cái vùng đất như này thì nhà cửa cũng tạm tạm như vậy thôi. Như này cũng ở được rồi. Mình nghĩ là mọi người cũng quan điểm đơn giản thôi. Ở được là được thôi. Còn cũng không có những cái mưu cầu nhiều hơn là ở đẹp, ở sang. Không thể đòi hỏi những cái thứ đó ở đây. Giờ chỉ làm được thành cái chỗ che mưa, che nắng là được rồi. Và qua tìm hiểu thì đây là cậu em với cậu làm nhà cho em gái của cậu ấy. Em gái thì vừa mổ đẻ, không đi lại được. Nên là em ấy đứng ra, cậu em với cậu đứng ra làm nhà cho cô em gái. Chứ không phải là làm nhà cho ông chú này. Như cái thông tin ban đầu mọi người chia sẻ. Chị là mẹ của cái bạn vừa đẻ đúng không? À, này em bảo mọi người làm nhà, em cũng đến đây, em cũng đi ngang qua thôi, em chả có gì nhiều. Em gọi là có món quà nhỏ tặng mọi người ấy. Cảm ơn nhá. Thì mọi người mua thịt gì ăn cũng được. Ừ. Để làm nhà cho nó nhanh ấy nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Vâng, vâng. Thế chúc mọi người làm nhà thật nhanh nhá. Chúc mọi người có một cuộc sống thật là ổn định sau khi làm nhà nhá. Vâng. Thế bây giờ em chắc là em xin phép đây. Thế là cứ ở đây chứ? Không ăn cơm nữa đâu. Đi thôi.
ăn cơm ở đây thì sợ hết cơm của mọi người mất. Sao đó mà hết đấy. Em ăn nhiều lắm, em ăn 10 bát cơ. Đủ không? Đủ kêu bao nhiêu cũng đủ, có một bữa thì bao nhiêu cũng đủ à? Có một bữa thì bao nhiêu cũng đủ à? Dạ thôi, em cũng rất là cảm ơn mọi người nhưng mà em còn phải đi nữa nhá. Thì nếu mà có dịp nào đấy quay lại đây thì em sẽ vào thăm mọi người sau. Rồi, chào mọi người nhá. Đi, chúng ta lại tiếp tục chuyến hành trình của mình thôi. Có lẽ là vùng đất này còn rất nhiều những cái điều thú vị, kỳ lạ mà đang chờ đón chúng ta ở phía trước nữa. Bye bye nhá, bye bye. Bye bye. Chúc con hay ăn trong lớn nhá, bye bye con. Mới thấy có người đầu tiên đi ra. Ô, xin chào, xin chào. Anh nhờ tí. Hai bố con đi đâu đấy? Không, phải bố con. Không phải hai bố con à? Cậu. Hả? Cậu. Cậu à? À, thế em đi đâu ấy? Đi nương. Đi nương á? Sao lại cho cả trẻ con đi nương này? Hả? Tưởng đi chơi chứ. Thế cái làng trên này là nơi ở của người gì? Bản của em, nhưng mà là người đồng bào dân tộc gì ấy? La Hủ à? À, hóa ra là người La Hủ. Thế là đây cũng đi nương à? Đi nương à? Ừ. À, mang cả con đi nương à? Không, đang về. Đi về thôi. À, đi về á? Ừ, em phải đi nương. Em thì đi nương. Đi về mà mang cả loa như này, nghe nhạc dọc đường thì sướng đấy. Em lấy vợ trong này à? Ừ. Thế à? Ok, thôi đi. Đi. Từ đây vào làng còn xa không? Có, đi trên này thôi mà. À, đi trên này thôi à? À, đây là những thanh niên, những bạn trẻ người La Hủ. Có vẻ như là họ cũng rất là thân thiện và sử dụng được tiếng phổ thông. Bây giờ thì tiếp tục hành trình thôi. Chỗ mà Trao đến thì nó rất là cao luôn rồi. Để thể hiện được cái độ cao này thì chúng ta có thể nhìn những đám mây ấy. Mây nó bay với tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Và cứ khoảng một lúc thôi, mây nó lại ua vào ngôi làng, ngập vào ngôi làng, xong rồi nó lại tản ra. Mây nó liên tục bay vờn trên những cái đỉnh núi rất là cao như này. Phía bên kia thì còn có một nhà máy thủy điện nữa cơ. Bên này thì xem nào. Wow. Ở một nơi xa xôi, xung quanh toàn đồi và núi thôi. Ở dưới này thì có gì không nào? À, xung quanh những quả đồi này thì bà con họ sẽ trồng lúa nương này. Những đồi lúa nương rất là cao, nhưng mà rất tiếc là nó qua cái mùa thu hoạch mất rồi. Cái gạo lúa nương ăn cũng rất là ngon. Nếu mà bạn trẻ nào mà có hứng thú săn mây, mà thích đi tới những cái địa điểm mà nó mới lạ hơn, nó thú vị, nó độc đáo hơn và nó ít người biết đến hơn, thì Trang nghĩ rằng là cái vùng đất, cái xã Ba Vệ Sử này rất là thích hợp để các bạn có thể tới khám phá. Mây lúc nào nó cũng vượn trên đầu chúng ta luôn. Đây là bản Trà Gá, mình đã đến cổng làng rồi. Lại gặp thêm một người dân đi ra. Chào anh nhá. Cười nhưng mà cười nhạt thế. Ở đây có một tấm biển, nhưng mà chưa ghi rõ được thông tin của cái ngôi làng này. Tổng số hộ chưa có, số hộ nghèo, dân tộc, tôn giáo, chưa có gì cả. Mới chỉ là tấm biển thôi. Thời điểm mà Trao tới thì đã là hơn 11 giờ rồi. Và mình cũng có niềm tin rằng đây sẽ là lúc mà mọi người đã bắt đầu đi làm việc trở về rồi. Chỉ sợ nhất bây giờ đi bản làng không gặp ai thôi, bởi vì là thời điểm cuối năm thì mọi người cũng sẽ bắt đầu tập trung đi kiếm tiền.
tranh thủ đi kiếm tiền để còn có tiền mà chơi Tết. Ngôi làng người La Hủ hôm trước mà chúng ta đã đến thì là một ngôi làng tái định cư, một ngôi làng mới, nên là chúng ta chưa hiểu lắm về cái phong cách nhà, kiến trúc cũng như là những cái nét văn hóa đặc trưng. Thì cha hy vọng là cái ngôi làng ngày hôm nay, một ngôi làng ở trên một quả đồi cao nhất ở khu vực này, thì có thể sẽ còn có những cái nét mà văn hóa, có những cái nét truyền thống, những cái nét cổ xưa của người đồng bào dân tộc La Hủ. Có vẻ như là họ có cái tính cách cá tính khá là giống với đồng bào người Mông, khi mà họ cũng làm nhà ở những cái nơi mà rất là xa xôi, hẻo lánh và phải sống cao hơn những người đồng bào dân tộc khác. Cha nghĩ là vậy. Ở cao thì đi lại nó hơi khó khăn, nó không thuận tiện. Đặc biệt là những cái vùng đất mà chưa được bê tông hóa thì rất là khó khăn trong việc đi lại. Nhưng đổi ngược lại thì không khí, thổ nhưỡng, đất đai thì đều là những cái điều kiện rất là tuyệt vời. Có lẽ những bản làng xa xôi, những bản làng mà rất ít người biết đến là đề tài mà cha Vlog yêu thích nhất. Vì vậy mà mình vẫn luôn luôn cố gắng, khi mà còn sức khỏe, còn đam mê thì mình sẽ đi hết tất cả những bản làng mà mình có thể biết được, có thể thấy được ở những cái vùng đất xa xôi của miền núi phía Bắc, cũng như là kể cả là miền Trung, Tây Nguyên hay là những khu vực khác nữa. Thì thời gian tới cha cũng sẽ có những kế hoạch riêng để đi tới những vùng đất đó. Vì mình vẫn luôn luôn có một cái ý tưởng là sẽ cố gắng giữ lại những cái hình ảnh về một cái thời kỳ, về những cái vùng đất, những con người, để có thể là sau đó 5, 10 năm hoặc 20 năm nữa, khi mà những tư liệu ấy được coi lại thì có lẽ nó sẽ là những cái tư liệu rất là quý, hoặc là nó cũng sẽ là một cái kỷ niệm riêng của cá nhân mình một thời tuổi trẻ. Ôi, nhưng mà giờ bụng đói quá. Đói quá. Công nhận lên trên cao phải mát thật. Mình đã nghe thấy tiếng dân sinh rồi. Có người đang đi ngược chiều lại thì phải. Đúng rồi. Để xem nào. Những người phụ nữ La Hủ. Ô, chưa đi nữa mà lại né tránh nhau thế này. Ui, chào các cô nhá. Các cô đi đâu đây? Đi đâu? Hả? Đi lấy bú trí này. Đi lấy gì? Bú trí. Bú trí á? Ừ, bú trí này. Lấy bú trí là lấy gì? Bú trí. Bú trí á? Ừ. Bú trí là cái không gì? Không biết bú trí à? Không biết bú trí. À thế à? Thế đi đâu đấy các bộ? Hả? Các bộ đi đâu đấy? Cán bộ đi xem bà con lấy bú trí. Bú trí là cái gì? Hả cô? Mà cái này không? Cái này đây. Cái này là cỏ lau mà. À, bụi chít à? Ừ. Có phải bụi chít không? Bụi chít này, bụi chít. Bụi chít. Bụi chít. À, chắc có thể là bụi chít rồi. Ghê nó qua rồi. Bụi chít. Các bộ đi lấy cái gì nhỉ? Cán bộ đi xem bà con lấy bụi chít mà. Ờ, cơ mẹ. Thật. Thật đấy. Thế cho cán bộ đi với. Nhà có gì ăn không? Không có gì ăn đấy, không có gì ăn đấy. Không có gì ăn á? Đi lấy bụi chít này. Hay về bắt gà cho cán bộ ăn đi. Gà. Ừ. Gà mầm đi. Hả? Không có gà đây. Không có gà á? Thế về nấu cơm cho cán bộ ăn đi. Không có cơm ăn á? Không có cơm ăn á? Thế bình thường ăn bằng cái gì? Không được ăn cái gì đây? Không được ăn gì á? Thôi đừng có nói dối cán bộ thế chứ. Cán bộ rất là thật lòng đấy. Cán bộ đói lắm rồi. Cháu chiêu các cô thôi, cháu không phải cán bộ đâu. Cháu đi vào trong làng mình chơi thôi. Các cô đi lấy chít đúng không? Đúng rồi. Lấy chít để bán đúng không? Vừa. Ở đây thì một cân bao nhiêu tiền? 5.000. 5.000 à? Vừa. Ồ, các bạn ạ, chít ở đây có vẻ được giá hơn. Vì ở những vùng khác thì chỉ có 3.000 đến 4.000 thôi. Lý, không phải đâu. Ở đây 5.000 là đắt đấy, đúng không? Không. 5.000 là có giá đấy. Ừ. Thế anh nghĩ cứ không phải bọn mình lấy đâu, bọn ở dưới xe thẻ đấy. À, bọn ở dưới lấy à? Ừ. Mình bán cho nó còn gì? Đúng không? Đúng, cán bộ lấy á? Ừ, các bộ lấy thì tao có đấy. Vâng. Có phải lấy ở đây thôi mà. Cán bộ lên tận đây lấy đây.
Vâng. Thôi nói vui các cô đi thôi. Đúng rồi. Vâng. Là nhà các cô ở trong này đúng không? Đúng rồi. Vâng. Hai đồi đúng. Thế đi lấy chít ở đồi nào? Ở dưới. Ở dưới. Vâng. Thì quanh đây thì rất nhiều những cái đồi chít luôn. Thì đây là cái vụ mọi người khai thác chít rồi. Thôi mọi người đi đi, cháu không trêu nữa. Cháu không phải cán bộ đâu nhá. Cán bộ thì cán bộ thôi. Cán bộ thì cán bộ thôi á. Thì cũng không vấn đề gì đúng không? À vâng. Thế... Vâng. Rồi, chào các cô nhá. Dạ. Cán bộ thì cán bộ thôi nhỉ. Chả vấn đề gì. Ok, thôi thì cán bộ thì cán bộ thôi. Chúng ta đi tiếp đi. Có vẻ như những người phụ nữ La Hủ này khá là cởi mở. Không giống với những cái tưởng tượng của mình. Mặc dù các cô giao tiếp cũng ở mức cơ bản thôi, nhưng mà như vậy thì mình thấy cũng là rất là tốt rồi. Còn hơn là không nói gì được với nhau, nó mới là khó chịu, ức chế. Những người Mông thì mình có thể hỏi thăm được một hai câu, những người La Hủ thì chịu. Rồi, khung cảnh đã hiện ra trước mắt. Có một cái điểm tương đồng nữa là mình thấy khá giống với những bản làng của cộng đồng người Dao, cũng đều là những bản làng mà ở trên những quả đồi cao. Ở đây bà con lại có cả điện này, có thể là do sống gần nhà máy thủy điện chăng. Một chuồng dê này, ôi thế này là làm kinh tế giỏi đây. Có cả chục con dê trong chuồng. Oh. Nhà cửa cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Đây, chuồng heo này. Cái chuồng heo mới được làm xong, còn khá là mới này. Chuồng gà này. À, có thể đây là một trong những lý do mà mọi người ở cao trên này chăng. Vì ở đây có nguồn nước rất là nhiều luôn. Thậm chí là họ còn đang làm được những chiếc máy phát điện mini như này. Khá là dồi dào. Tài nguyên sống rất là dồi dào luôn. Ui chó. À tất nhiên rồi, những vùng đất biên cương như này thì luôn luôn có sự hiện hữu của lá cờ Tổ quốc. Những người gìn giữ vùng biên cương. Không có những người đồng bào dân tộc này thì những mảnh đất biên cương này sẽ rất là thưa thớt, buồn, vắng vẻ. Có vẻ như là ít người ở nhà thì phải. Ui, sợ làng gì lắm chó này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi 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 ôi. Oh. Có vẻ như là một gia đình họ chuẩn bị làm nhà mới thì phải. Đây đều là những tấm tôn mà mọi người vận chuyển từ dưới lên. Rất nhiều luôn. Đúng rồi, hình như là một nhà chuẩn bị làm nhà mới. Và có một cái điểm chung nữa là bản làng của người La Hủ trên này thì thường là họ làm nhà bằng những cái tấm tôn như này. Cái vật liệu rất là đặc trưng ở trên đây. Toàn là những mái nhà màu xanh, màu đỏ. Những mái nhà cũ thì thành màu đen, màu nâu. Em chào mọi người ạ. Chào bà. Vâng, chào anh. Đây có vẻ như là sẽ là nơi để đây sẽ là nơi làm một ngôi nhà mới thì phải. Em chào anh ạ. Vâng. Ở đây mình chuẩn bị làm một cái nhà mới đây à anh? Vâng. Thế nhà anh ở đâu? Nhà em á? Vâng. Em ở dưới xe thuyền. À dưới kia à? Oh. Đây chính là những mái nhà đặc trưng của người La Hủ ở vùng đất này. Ở đây là 30 hộ. 30 hộ à? 30 hộ. Có điện lâu chưa anh? Chưa. À, điện có chưa ạ? Chưa, chưa. À, mới chỉ kéo dây thôi à? À, mới kéo dây, kéo cột thôi à? Nhìn thấy cột này tưởng có điện rồi cơ. Ở đây tôi thấy mọi người đang thêu thùa thì phải.
Mình làm quần áo à cô? Hả em? Đang may áo để chơi Tết à? Đúng không? Ở đây thì mọi người sẽ làm những bộ trang phục truyền thống bằng cách tự thêu như này. Đó. Em có thể xem qua được không? Anh xem qua một tí nhá. Cái vải này là mình mua hay là tự ấy? Mua. Mua thôi à? Không phải mình tự dệt à? Mua hết. Xong về mình tự may thành cái bộ trang phục thôi đúng không? Đây là như là cái váy thì phải. Giống áo dài Việt Nam. Giống áo dài Việt Nam à? À. Có vẻ như là nó cũng là hai mảnh giống áo dài Việt Nam. Này em bé ơi, cho em bé kẹo này. Này. Cầm đấy. Hai chị em chia nhau nha. À rồi, giỏi quá, khoanh tay xin. Giỏi quá. Giỏi quá. Đó. Cũng khá giống với những người phụ nữ Dao thì phải, khi mà họ thường sẽ làm những cái bộ quần áo riêng cho mình bằng cách ngồi thêu thùa như này. Ok, vậy là mọi người ăn cơm trưa chưa anh? Không có cái gì ăn này. Không có gì ăn nhỉ? Có em thấy nuôi gà nuôi vịt mà sao lại bảo không có gì ăn? À, anh chưa đến giờ mổ. Bao giờ mới mổ? Tí tầm 12 giờ. 12 giờ mới mổ à? Ừ. À. Chắc anh trêu em thôi chứ. Thôi đùa thôi. Vâng. Chứ ai cũng bảo không có gì ăn thế này thì nguy hiểm quá. Ê, ấy đi, vào nhà đi. Vâng. Vào nhà đi, đây là nhà bố mẹ mà. À đây là nhà bố mẹ à? Vâng. Vâng. Thế rồi em xin phép em đi quanh đây một tí đã. Vâng. Câu cửa miệng ở đây là không có cái gì ăn như vậy. Hoặc là mọi người nói đùa. Hoặc có thể là những người la hủ này họ rất là vui tính. Công nhận là bà con ở cao thật. Đường xa đi lại quá là gian nan. Nhà mình cũng có một cái điều thắc mắc là không biết cái thổ nhưỡng đây nó còn phù hợp với cây gì hay không mà. Thế chủ yếu là mọi người dựa vào cây chít. Thấy toàn là đi khai thác chít và trồng chít. Mà thấy cái giá trị kinh tế của nó cũng không quá cao. Thậm chí là khá là rẻ. Chỉ những người làm đầu cuối, làm ra sản phẩm thì giá nó mới cao. Còn những người làm đầu thô như này thì chưa phải là một cái phương án cây trồng mà mình thấy phù hợp. Cái làng trên đỉnh này thì cũng có vài cụm nhà thôi, nhưng mà rất tiếc là không có ai ở nhà các bạn ạ. Không có ai ở nhà luôn, chỉ gặp đúng gia đình vừa nãy họ thêu thùa thôi, chỉ có người ở nhà thôi. Oh. Nhà này cũng thế, cũng vắng vẻ, cũng không có ai. Và có thể là đến giờ mọi người đi lấy chít hết rồi. Ôi giời ơi, đen thế nhỉ. Nhưng mà điều đặc biệt là gia đình này họ làm được một cái vườn rau rất là tuyệt vời. Rất là nhiều rau. Đấy, ăn rau thoải mái luôn. Tiếc nhỉ, không có ai ở nhà. Hóa ra là cái đường điện này vẫn chưa được đóng điện, mới chỉ kéo dây thôi. Wow. Đây rồi, có người rồi. Chào bé nhá. Chào bà. Con chào bà. Bé đang làm gì đây? Đi phát cỏ à? Hả? Ôi sao hỏi không thưa thế này. Bé đi phát cỏ à? Hả? Con tên là gì? Liều Va Tha. Liều Va Tha. Con mấy tuổi rồi? Lớp 2. À, học lớp 2 rồi à? Nhưng mà đầu con bị làm sao này?
Hả? Sao lại đỏ như này? Hả? Hình như là thằng bé nó nhuộm tóc thì phải. Thấy tóc rất là đỏ luôn này. Này, tặng thanh niên gói kẹo này. Ờ đúng rồi, hai tay ngoan. Giỏi quá. Phát cỏ tiếp đi nhá. Ừ, thầy là sau lớp 2 mà lại đi ra phát cỏ mà đầu tóc lại đỏ hoe như này. Mà trao để ý thấy ngôi nhà bên này này. Rất là nhỏ luôn. Nhỏ xíu luôn các bạn ạ. Đây chắc chắn là nhà ở nhá, không phải là lều. Đó, nhà rất là nhỏ luôn. Có thể là nhà của người La Hùng thì họ không có nhu cầu làm nhà quá to chăng. Họ làm nhà rất là nhỏ. Cô đang gọi. Dạ. À vâng. À, chào anh ạ. Vâng. Bạn đang làm gì bà? Bạn đang rửa chân à? Bà đang rửa chân à? Đây bà đang rửa ủng thì phải. Ơi anh ơi, hỏi nhờ tí chạy đi đâu đây? Chào mọi người nhá. Cho anh hỏi nhờ tí. Ừ, xin chào nhá. À đi lấy áo à? Tưởng là chạy đi đâu. Hóa ra đây là nhà của cậu bé. Ô chào thanh niên nhá. Nhà cũng nghèo. Nhà cũng nghèo lắm á. Thế anh đã hỏi gì đâu, chưa gì em đã bảo nhà nghèo rồi. Anh vào nhà chơi một tí nhá. Ok. Đi chúng ta thử vào nhà của mọi người trên này đi. Hai em bao nhiêu tuổi rồi? 17 à? Thế bọn em còn đi học không? 16, năm nay 16 rồi. À em 16 à, em 17 à? Năm nay còn đi học không? À, bọn em học cái lớp mấy? Học lớp 9 rồi. À, sao tại sao lại học ấy thế, không học cấp 3? Không có điều kiện. Không có điều kiện à? À, điều kiện là cụ thể là điều kiện như nào? Cụ thể là không có tiền. À, không có tiền đi học á? À, nhưng học trên này là hình như là được nhà nước hỗ trợ đi học chứ? Cấp 2 có được hỗ trợ không? Cấp 2 thì với hỗ trợ một tí. Cấp 2 thì một tí, còn cấp 3 thì không à? Cấp 3 thì người ta xin vào học. À đúng rồi, cấp 3 thì phải bỏ tiền túi ra đi học rồi nhỉ? À, thế bọn em ở nhà thì sẽ làm những công việc gì? Công việc toàn làm nương. Toàn làm nương à? Thế cụ thể là làm cái gì? Làm nương là ruộng các kỳ đấy. Làm nương thì trồng cái gì? À, trồng gạo. Trồng gạo à? À, trồng gạo lúa nương nhỉ? À, thế còn chít thì sao? Chít. Có trồng chít không hay là cứ lên trên đồi bẻ thôi? Không bẻ. Hả? Thế ở đây ấy không? Bọn em có bao nhiêu tuổi, độ tuổi bao nhiêu thì lấy vợ? Dạ, em 18, 19 rồi. 18, 19 à? Thế dưới 18 có lấy vợ được không? Hả? Không. Không à? Tại sao? Tại vì con gái chưa 18 thì tại là đi tù em. À, tại vì con gái chưa 18 mình đi tù đúng không? À, cái đấy là nhà nước nói rồi đúng không? À, ok. anh hỏi vui thôi. Không biết là ở đây mọi người cũng ấy mà đúng không? Ừ. Thế ở đây bọn em muốn lấy vợ thì đi xa không? Có chứ, chắc mười mấy cây. Mười mấy cây à? Thế quanh làng mình không có vợ để lấy nữa. Không có vợ thì ở nhà cũng được. Không có vợ thì ở nhà cũng được á? Ừ, ế cả đời á? Ui giời, làm sao mà ế được? Có điều mà. Đến lúc ấy lên làm sao mà chịu được? Đúng không? Đi kiếm tiền thì được chứ. Đi kiếm tiền à? Thế bọn em to khỏe này không đi công ty à? Đi công ty cho có để thuê. Không có người thuê á? À, chắc có vẻ là đang tuổi vị thành niên nhưng mà chưa được ấy thôi. Ok, anh cảm ơn câu chuyện này em nhé. Anh chào em. Ở đây thì hình như là không có máy xay sát đúng không? Mọi người đang sẽ sát gạo bằng cách là giã bằng những cái cối như này đúng không? Ừ. Ví dụ muốn có gạo thì sẽ phải dùng cái công cụ này giã ra. Giã cái hạt thóc nó vỡ cái vỏ trấu ra xong lúc đấy thì mới có gạo để nấu cơm đúng không? Đấy. Thì toàn là gạo lúa nương rất là ngon rồi nhỉ? Thế ở đây còn nhiều con gái chưa chồng không? Hả? Không. Hết rồi á? Hết rồi. Bọn em làm trai làng mà bọn em không nắm được à? Không. Hết rồi.
Cô bé thì đi lấy chồng xa hết rồi. Lấy chồng xa hết rồi. Sao bọn em lại đi nơi xa để lấy con gái nơi xa về đây? Tại vì cô bé nó không nhớ về. Con gái có chịu lên đây ở với bọn em không? Đường xa như này. Cô bé không chịu đó. Không chịu à? Được rồi. Ok. Thôi được rồi, thế hai anh em chơi tiếp đi nhá. Ừ, anh cảm ơn nhá. Ôi, hai... ok, chào em. Hai cậu em rất là nhút nhát ấy. Nhưng mà có điểm chung là nhà cửa ở trên này thực sự là mọi người làm rất là nhỏ, bé xíu. Qua câu chuyện của hai thanh niên, một câu chuyện vui thôi, nhưng mà có vẻ như là trên này cũng khá là gian nan đấy. Nhà bé xíu nhà rất là nhỏ. Đường đi thế này thì cô gái nào chịu về đây làm dâu đây. Thôi, bây giờ thì cha sẽ tạm biệt cụm nhà phía trên. Vì thứ nhất là cũng ít người ở nhà. Thứ hai nữa là mọi người cũng giao tiếp ở mức cơ bản thôi. Rất khó để có thể có một cái hoạt động gì đấy ở trên phó. Giống như là xin một bữa cơm chẳng hạn, hoặc là tìm hiểu thêm những điều sâu hơn thì cũng khó. Chúng ta sẽ quay trở xuống cụm nhà phía dưới, cụm mà có đông dân cư hơn và trông có vẻ hiện đại hơn. Sau một quãng bò thì cũng đã tới trạm hạ áp rồi. Trông rất là màu sắc nhưng mà chưa được hòa dòng điện. Nhà trao tin là sớm rồi, bà con đây sẽ được sử dụng điện quốc gia, dòng điện mạnh mẽ. Vậy là trên này cũng có một điểm trường, điểm trường Trà Gá, với khoảng hơn 36 hộ dân. Theo như lời chia sẻ của anh Giai vừa nãy thì một điểm trường như vậy thì cũng rất là phù hợp, vì nếu mà đi học xa quá thì chắc là tụi này nó không thể đi học được. Thôi, mấy đứa làm gì đây? Không học mà ra đây chơi hả? Sao còn chơi cả dao này? Hả? Cất dao đi. Nghịch dao nguy hiểm thế. Hả? Nghịch dao nguy hiểm quá. Này, chú có gói kẹo nhỏ cho mấy đứa chia nhau nhá. Nghe chưa? Bóc cho các bạn nữa nhá. Nhớ chưa? Ừ, vâng chứ. Rồi, dao đây này. Sao cứ bé tí mà mang nghịch dao thế này hả? Thằng này nữa. Sao nghịch dao hết thế này? Thôi tập trung ăn kẹo đi, đừng có nghịch dao nữa nhá. Này, chia nhau nhá. Nhớ chưa? Thôi đi ra góc này ngồi ăn kẹo đi, đừng có nghịch dao nữa. Trời ơi. Đây, các bạn thấy không? Hai đứa hai con dao. Rất là nguy hiểm. Sợ thật đấy. Trẻ con. Trẻ con vùng cao nó cứ như cây như cỏ thôi. Có gì chơi đấy, có gì ăn đấy. Rất là dễ dàng, rất là dễ nuôi. Đi ra kia ăn kẹo với bạn đi, nhanh lên. Đây, ra chia cho bạn này với này. Chia kẹo cho bạn này với nhá. Wow. Phong cảnh rất là tuyệt vời. Trường mầm non khang trang. Sau này chỗ này cũng sẽ lên một ngôi nhà mới. Ôi chết tôi rồi. Gặp một tiểu đội chó rồi. À, có vẻ như là dịp cuối năm thì mọi người cũng sẽ tập trung làm nhà thì phải. Rất nhiều gia đình họ đang làm một ngôi nhà mới. Đây cũng là một cái nền nhà mới này. Một nền nhà mà có view cũng tương đối là cực phẩm. Bên kia là một quả núi khá là cao và rất nhiều mây. Có thể những cái dịp cuối năm thì sẽ đông vui hơn. Ngày hôm nay thì cũng khá là im ắng, một không khí yên bình, im lặng.
để đi từ nhà này đến nhà khác thì chỉ có là đi xuyên qua những con đường mòn nho nhỏ thôi. Đây, chắc là những ngôi nhà có điều kiện thì sẽ làm được những cái vách tường rất là chắc chắn như này, rất là cầu kỳ như này, thậm chí là được sơn nữa, rất là đẹp. Ôi, đóng cửa mất rồi, không có ai ở nhà rồi. Ôi chà, hai đứa nhỏ đang giặt quần áo. Chào hai đứa nha. Giặt quần áo à? Giặt đi. Hai chị em giặt một chậu quần áo bé xíu. Có gì mà cười vui thế? Hả? Có gì mà cười vui thế? Ăn kẹo không? Hả? Ăn kẹo không? Hai đứa giặt quần áo ấy. Một cái xô nước khá là nhỏ, một cái can nước này. Hai cháu có đi học không? Hả? Thì cháu học lớp mấy rồi? Ừ? Cháu học lớp mấy rồi? Cháu tên là gì nào? Hả? Này, cho hai đứa này. Ngoan. Chào chị nhá. Vâng. Con chị à? Là đây, hóa ra là đây là chị chủ nhà này. Chuẩn bị đi hái chít à chị? Hả? Chuẩn bị đi hái chít à? Đúng rồi. À, mình ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Một ngôi nhà bằng tôn. Nói chung là mọi người cũng làm nhà. Làm nhà này bằng những cái vật liệu thân thiện, đơn giản thôi. Cũng rất rộng rãi. Chị bắt đầu đi hái chít chưa? Hả? Đi hái chít chưa? Đúng rồi. Bây giờ đi chưa? Đi. Đi hái ở chỗ nào? Trên đồi này à? Trên đồi này à? Thế một mùa chít thì chị hái được khoảng bao nhiêu tiền chít? Một cân là gì đây? Một cân là 5.000 đúng không? Ừ. Thế ví dụ cả vụ chít thì chị làm được khoảng bao nhiêu tiền? Không biết. Không biết. Thì lấy được bao nhiêu cân? Giữa một ngày ấy. 20 cân. Một ngày 20 cân. 100.000 một ngày. Như vậy là cũng khá là cao. Gọi là nếu mà so với cái đời sống, cái sinh hoạt ở trên này, cha nghĩ là 100.000 trong một ngày là con số rất là đẹp luôn. Đủ để chi tiêu. Thôi chào chị nhá. Vâng. Ôi dồi ôi, giật hết cả mình. Ngôi nhà này đã bỏ hoang rồi. Chào em nhá. Đang làm gì đấy? Không biết à? Chúng ta cứ thử vào nhà đi nhỉ. Chú ơi, nhà mình ơi, có ai ở nhà không ạ? Chào anh ạ. Vâng, em vào nhà chơi một xíu nhá. Vâng, được đúng không ạ? Vâng. Chào em nhá. Đây là vợ em à? Con à? Con à? Ôi. Sao lại nằm giường này? Sao lại nằm trên giường này? Say rượu à? Chào anh. Vâng. Đang làm gì đây anh? Dạ. Vâng. Đi đâu đây? Em đi chơi ạ. Đi chơi ạ? Vâng.
Mấy đứa trẻ con ở đây đi học không? À. Mấy đứa trẻ con ở đây đi học không? Không biết, không. Không biết á? Không biết. Không được đi học hay là anh không biết? À. Anh không biết hay là trẻ con ở đây không được đi học? Không phải trẻ con người khác cơ mà. À, trẻ con của người khác à? Ừ. Không phải trẻ con của mình à? Ừ. À. À, hình như là gia đình đang giã gạo thì phải. Cô bé vừa nãy thấy mình vào thì trốn đi rồi. Chắc là bạn ấy đang giã gạo thì phải. Đang giã gạo, chuẩn bị nấu cơm thì phải. Ở ngoài này mình thấy nhiều trẻ em ấy, ra cho các cháu ít kẹo. Em ra ngoài này cho trẻ con tí kẹo nhá. Vâng, ra đây chia cho các bé ít kẹo. Em đang giã gạo à? Ừ, hay giã tiếp đi. Giã cho anh xem với nhá. Đi, và xem cô gái giã gạo đi. Để chúng ta xem cái cách mà người La Hủ họ làm được cơm từ những hạt thóc. Ngồi đi. Ừ. Em ơi, em giã gạo một tí đi, cho anh xem một tí. Đi, giúp anh một tí nhá. Đi. Cuối cùng thì cha cũng nhờ được gia đình họ giã gạo rồi. Cô sẽ dẫm chân lên cái tôi gọi là cái chày đi. Đấy, xong rồi nó sẽ đập xuống cái cối như vậy. Để những hạt thóc nó sẽ vỡ ra. Đó. Chúng ta cùng quan sát gần hơn để thấy rõ được cái quy trình giã được cái hạt thóc thành gạo. Đây, chú còn nhiều kẹo lắm này. Em chia giúp cho các cháu giúp anh rồi. Chia đều nhá. Chia đều cho các cháu. Mời các cháu ăn kẹo nhá. Đây này thì chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh sinh hoạt trong một gia đình người La Hủ. Gia đình khá là điển hình trong một ngôi nhà truyền thống. Rồi em gái sẽ chờ mẹ giã xong thì sẽ còn rất nhiều những cái thao tác khác nhau nữa. Đây, chuẩn bị được rồi. Em cứ làm tự nhiên nhé, không có gì ngại đâu. Ừ. Được chưa? Chưa. Chưa được à? Ồ, thế là mẹ lại phải giã một tí nữa. Cô sẽ dùng một cái gậy chống vào tay nữa để cân bằng được cái lực thì phải. Đó. Em gái học cái lớp mới à? Em hả? Cái lớp 7 à? Ôi giời ơi, có gì đâu mà ngại. Thế sắp lấy chồng nhá hả? Có rồi. À, có chồng rồi à? Bao nhiêu tuổi mà có chồng? Chưa có hay có? Chưa có. À, 19 rồi à? Người thì bảo có chồng, người thì bảo chưa. Chưa biết là sự thật như nào. À, nào làm tiếp đi em. Bây giờ thì sẽ phẩy thôi, cho nó hết cái cám, cái vỏ thóc.
chứ mẹ không có thể là nghĩ chuyện của một con này mẹ có thể là thế đâu cả mẹ không phải tao bỏ chứ mẹ ngồi đây đi kia đâu đi kia đâu mà chị ta chết rồi, ta có thể sao được? Mấy cái gì? Ta hết. Vâng, chờ được chưa em? Được rồi đúng không? Đây chính là những hạt là lúa nương thành phẩm. Một cách rất là đơn giản thô sơ thôi nhưng mà đã tách được cái vỏ trấu ra rồi đó. Đây chính là những hạt là lúa nương thành phẩm, những hạt gạo thành phẩm. Đây chính là phần vỏ trấu này, cái này chắc là bỏ đi thôi. Một chỗ này thì nấu được một nồi cơm không? Được à? Thời gian đình mình ăn cơm chưa? Rồi à? Ok. Rất nhiều khán giả đang xem em gái giã gạo. Ở đây thì còn có cơm đã thành phẩm. Đây chính là cơm mà được nấu từ gạo lúa nương. Gia đình cũng rất hay, mọi người sẽ treo những cái nồi lên vách như này. Đó, bây giờ thì qua một công đoạn sàng nữa. Qua một công đoạn sàng để sàng lọc những cái hạt vỡ và hạt còn nguyên ra nữa là hoàn thành thành phẩm dùng để nấu cơm. Còn chỗ nào mà chưa được thì sẽ giã thêm một lần nữa để cho nó loại bỏ hoàn toàn cái vỏ trấu. Gạo này thì chắc là nó sẽ không được dẻo cho lắm, nhưng mà có thể là nó sẽ ngọt với thơm. Mình đã thử đặt vấn đề xem mà gia đình có nấu cơm ăn không, nhưng mà mọi người nói là ăn cơm trưa rồi và sẽ không nấu nữa. Thôi không sao cả, chúng ta có thể được vào gia đình và được chứng kiến cái cảnh mọi người giã gạo thì như thế là đã là quá may mắn rồi. Còn nhân duyên nó đến đâu thì chúng ta chỉ chúng ta tận hưởng đến đấy thôi, chúng ta cũng không cần quá gì cả. Bây giờ thì chắc là mình sẽ xin phép gia đình. Thôi em xin phép gia đình nhá. Vâng, em chào mọi người ạ. Chào cô, chào em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhá. Hy vọng là sẽ lại được gặp mọi người trong một dịp gần nhất. Chúng ta đi tiếp thôi. Đuổi hoài anh con chó với, nó đuổi anh nhiều quá. Đấy, đã chó ra cắn người mà chủ còn kệ luôn đấy các bạn ạ. Ôi, bên này cũng là một ngôi nhà rất là nhỏ và khá là tạm bợ. Mình cũng không biết thực sự rằng đây có phải là ngôi nhà hay không, nhưng mà 99% có lẽ là nhà rồi, chứ ở một cái cụm dân cư đông này không thể là lều được. Đó, một ngôi nhà cực kỳ đơn sơ luôn. Rất tiếc là không có chủ nhà ở nhà rồi. Nói chung là ở một cái vùng đất xa xôi, một cái triền dốc trên một cái quả đồi khá là cao, hình như là cao nhất cái khu vực này rồi. Có khoảng hơn 30 hộ những người đồng bào dân tộc La Hủ cùng nhau sinh sống. Thì về cơ bản thì mình thấy rằng là nhà cửa của họ cũng không quá là to, không quá là rộng. Nó chỉ gọi là đủ để chỗ chui ra chui vào thôi. Nói một cách ấy thì đúng là đủ chỗ để chui ra chui vào thôi. Giống như ngôi nhà này. Ngôi nhà này là ở phía cuối của cả khu làng rồi. Thì cháu nghĩ rằng là cũng có rất nhiều những cái lý do. Nhưng mà có thể là do cái địa hình
do cái đời sống kinh tế và do cái mưu cầu của người dân ở đây họ cũng không quá cao, nên là cuộc sống nó đang diễn ra ở cái mức như vậy thôi, vừa phải, chấp nhận được, gọi là có chỗ ăn, chỗ ở, có cái để lên rừng hái, bán lấy tiền, có tiền để mua sắm những đồ cơ bản, những đồ vật phục vụ cho đời sống hàng ngày bình thường, như vậy thôi. Như vậy là cha nghĩ cũng quá đủ rồi. Ngày mai đến với cộng đồng người đồng bào dân tộc La Hủ thì nói chung là cũng còn rất nhiều điều phải suy nghĩ, trăn trở. Thì cuộc sống vùng cao thì nói chung mặt bằng chung thì nó cũng không quá là khó khăn, nhưng mà cái ngôi làng này thì cha thấy là cũng sẽ còn phải nhiều năm nữa, nhiều thời gian nữa thì mọi thứ nó mới thay đổi được. Hy vọng là một dịp nào đấy thì cha sẽ có cơ hội quay lại đây và chứng kiến xem là cuộc sống ở trên này nó sẽ có nhiều cái sự thay đổi hay không. Một lần nữa thì cha cũng rất là cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh YouTube Cha Vlog trên tất cả các hành trình. Bây giờ thì cha phải quay lại thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến hành trình tiếp theo.